Việt kiều một kêu quá trời bill tiền điện lên tới 10.000 đô, dân Mỹ khó sống rồi. Cãi bà đi chứ biết sao giờ. Nghe đồn Texas tăng tiền điện quá trời, boss biết vụ này không? Mày không có follow Facebook của anh hả? Anh đăng cái này 2 ngày rồi em. VTV mới lên clip vụ chữa cháy tại Mỹ, nước gần không cứu được lửa. Ui thằng Mỹ cùi bắp. Thời điểm bây giờ, thời buổi bây giờ mà còn đi chữa lửa bằng nước. Thằng Mỹ nó cùi bắp thôi chứ. Bây giờ cái vụ mà chữa lửa bằng nước á, cách đây 2.000 năm rồi bố. Đúng không? Tại sao cách đây 2.000 năm? Nó hơi lộn lộn 1.800 năm. Ủa ngàn mấy? Nói chung ngàn mấy trăm năm rồi. Nó khoảng chừng... đúng rồi, 1.800 năm. Đúng không? Tại sao tôi nói 1.800 năm? Các bạn quay lại coi. Đó, cái trận Thượng Phương Cốc. Đúng không? Cái trận Tư Mã Ý với Gia Cát Lượng bày binh bố trận, hai bên đấu trí 3 ngày 3 đêm luôn, nhịn ăn nhịn mặc luôn. Nó rồi cuối cùng á là gì, nước cứu nước trị lửa, cứu được Tư Mã Ý. Đúng không? Xong rồi làm cho vua Gia Cát Lượng buồn quá chết luôn. Cái thời đó người ta mới chữa lửa bằng nước, mà giờ Mỹ đế nó phải chữa bằng cái khác. Chứ không thể nào mà đi chữa lửa bằng nước nữa, bây giờ trời lạnh nước đóng băng sao chữa? Đúng không? Nó tại Mỹ nó tào lao thôi, nói chung là xàm. Bạn đừng có nghe tin về Mỹ dạo gần đây nó nhảm, mà nó thiệt bạn, nó xàm nhiều cái lắm luôn, coi mà tức, coi mà tức lắm. À, vụ việc bên Texas 2-3 ngày rồi, bên đó không lẽ không biết giải quyết mà Di Nguyễn lấy đó mà chê miết. Ở bên đó đâu biết giải quyết đâu mày. Tại bên đó này, thứ nhất á, là chính quyền của tiểu bang á, thừa nhận rằng em wrong, em sai, em điều hành đất nước em sai, em nhận, em nói gì hết trơn hết đó. Thứ nhất là cái công ty điện lực, thứ hai là hạ tầng cơ sở của Texas nó tệ quá. Nó là ông sếp nói nha. Rồi xong mà ông cũng khiển trách chính quyền liên bang luôn, chính quyền của Biden á. Ông nói chính quyền liên bang nó không có giúp đỡ được khí khô gì trơn, trội giúp được có mấy cái máy chạy phát điện thôi, ít ít quá. Xong rồi cái Biden ở trên gõ xuống, Biden nói rằng ủa hồi hổm thằng khứa nào đòi ly khai tao quên rồi ta, đâu mày ly khai thử tao coi coi. Sao bây giờ ngậm có mấy cục tiết rồi mày xin viện trợ của triều đình làm sao? Đó là cái gọi là cái mối mà gọi là Texas nó vậy đó. Bây giờ mẹ Cương cũng chết mà mày nhùng xuống cái cũng nhục. Rồi cái ông thượng nghị sĩ Marco Rubio, ủa lộn lộn ông Ted Cruz phải không ta? À, ông Ted Cruz, ông Marco Rubio kia tự nhiên đang cái mùa đúng trăm trăm dân đói khổ lầm than này nọ kia, không lo đi cứu người đã đỡ đi du lịch nữa. Trời ơi, xong rồi về xin lỗi ông nội ơi, tôi bầu ông lên vậy tôi thiệt có tôi chán gì đâu luôn á, toàn là chọc ngươi không rồi mấy bạn. Nên thôi đừng có bàn về Mỹ, Mỹ dạo đây nó bể quá. Bây giờ chính quyền liên bang nó lòi ra mấy chục năm không làm ăn được cơm cháo gì hết trơn á, cháy rừng cũng lòi ra đúng không, giờ hạn hán cũng lòi ra, bão tuyết cũng lòi ra, cái giống khỉ gì cũng lòi ra hết á, bão thì cũng lòi nữa. Bảo Houston có cách tính nào để biết giá điện ở Mỹ mắc hay rẻ hơn Việt Nam không anh Duy? Tùy bang. Nhưng mà thí dụ như nhà của mấy bạn tao ở thì giá điện mắc hơn Việt Nam một chút. Đổi ra ký điện của nó khoảng chừng 3.000 đồng. 3.000, 2 mấy 3.000 đồng Việt Nam mình á. Thì so vậy thì mắc hơn Việt Nam một chút. Việt Nam mình tính theo bậc. Tính theo bậc mà hiểu không? Nhưng mà đổ đồng ra cũng khoảng 2.000, 2.000, 2.000 mốt gì đó. Còn xăng của nó thì nó cũng có chỗ thì bằng Việt Nam, có chỗ rẻ hơn chút. À, gì vì em bên Mỹ đã 4 ngày không có nước tắm, lạnh cống, nghỉ làm 1 tuần cách ly tiết rồi, không biết có hỗ trợ gì không. Hỗ trợ cái búa chứ hỗ trợ. Tao nói mày nghe, chết vì Covid mà nằm la liệt không có hòm chôn kìa. Có 600 đô nhồi lên nhồi xuống, nhồi qua nhồi lại, treo trên mỏ dân không nhận được. Nói thiệt chứ mày chán lắm mày ơi, bây giờ chết bởi tắc lét đó thì mạnh ai nấy gì lo, lo thủ đi. Chứ bây giờ em trông chờ hỗ trợ còn cái mạng nó nhận không? Nhiều khi nói phải vậy chứ. Tối ngày cứ họp hành này nọ, tự nhiên la cho tiền đã đời hai ông nội giành ghế. Hai ông nội giành ghế đã đời xong, giành xong rồi còn kiện tụng tới lui xuôi ngược, cuối cùng cái ông kia ra đi, giờ tiền chưa có. Ông kia ra đi giờ tiền vẫn chưa có. Ồ, nhận nhận được 1.400 chứ đợt trước 1.200 cộng là 2.600, banh củ tỏi hết nhiêu rồi hả? Banh củ tỏi hết nhiêu rồi, nhận được 2.600. À, Mỹ mới thu thêm 11 triệu người nhập cư bù lại dân số hao mòn vì Covid, đúng luôn. Biden chuẩn bị hợp thức hóa 11 triệu người nhập nhập cư nha. Phải phải ủng hộ Trung Quốc vì ông Trump kìm Trung Quốc được, ông Trump ổng kìm Trung Quốc thì là tao đồng ý, nhưng mà kìm được hay không tao không đồng ý nha. Đúng không? Ông kìm Trung Quốc cái kiểu gì mà 2 năm bây giờ Trung Quốc vẫn xuất siêu qua Mỹ, mà thậm chí nó còn cao hơn năm trước nữa.
Nó vậy kìm cái chỗ nào? Kìm thằng Huawei có chết chưa? Đó. Kìm thằng TikTok có đai chưa? Rõ ràng không có nào tới cái nào, không có đâu về đâu hết á. Bỏ lỡ một đống chuyện luôn, làm giờ bứt dây động rừng rồi, ông bãi đần lên khó làm lắm. Nên tôi đồng ý với bạn là trùm có chống trung, nhưng mà chống có hiệu quả không là đó phải coi, chứ không phải là chống là hiệu quả. Ok, rõ ràng đó, tôi đánh giá là công cuộc chống trung thất bại, thất bại mà. Tính tới ngày điểm ngày hôm nay là thất bại. Ông bãi đần bù nhìn bà Hakri toàn đàm thoại nguyên thủ ở đâu ra? Ta phó tổng thống người ta san sẻ này nọ thôi, chuyện nó bình thường, tại vì mấy thằng ăn mấy mấy thằng cuồng trùm nó ngồi nó phân tích cái đó ra nó xàm thôi, chứ có khỉ gì đâu. Bình thường tổng thống sai tao làm thôi. Ông Biden lớn tuổi đủ minh mẫn làm đâu anh, dân nó bầu thì phải làm thôi chứ sao giờ. Tự nhiên ổng cũng đâu muốn làm đâu, mà tại ông thấy ông Trump làm dở quá, ổng mới ra ông tranh cử. Ổng vì một cái lòng yêu nước ông ra ông tranh cử, xong ai ngờ đâu 80 triệu người tín nhiệm ổng thì ông làm luôn, chứ giờ sao chạy được. Cái đó gọi là lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi mấy em, chứ giờ cụ đã lớn tuổi rồi, cụ cũng muốn chơi với mấy con thú cưng ở nhà thôi. Nhưng mà giờ cụ phải gồng gánh một đất nước mà nó đang biết bao nhiêu là hỗn loạn về thiên tai, dịch bệnh, nhân tai. Nó một đất nước mà thế giới bây giờ nó coi thường rồi. Hiểu không? Nó cũng trăn trở trong cụ này lắm. Lúc Trump làm tổng thống thì khen, giờ xuống thì chê. Hồi đó làm là đang theo dõi tiến trình, còn bây giờ thấy kết quả rồi ba. Thay tin tức nó phải cập nhật đúng không? Quan điểm mình suy nghĩ phải cập nhật theo thời gian. Đúng không? Lúc đầu thấy ông hâm TikTok cũng ghê lắm, tưởng đâu có cho TikTok về với Chúa rồi, ai ngờ giờ nó sống mạnh như trâu. Thì mày nghĩ sao? Ngày đầu cũng cấm Huawei ghê lắm, cũng trong nhiệm kỳ của ổng luôn, ông thả cửa cho Huawei lại chứ đâu. Là không bán chip luôn mà, không bán phần cứng luôn, phần mềm thì tập rồi, còn giờ không bán phần cứng luôn. Xong rồi tới cuối cùng cái gì tháo gỡ cái lệnh đó ra nhẹ nhẹ lại, gia lệnh gia hạn ra, xong rồi tạch luôn. Nó thật sự chán 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 muốn chết, không có gì ra cái gì hết á. Ở Mỹ, quyền lực chính trị và kinh tế đều nằm trong tay người giàu, vì vậy chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng, đã giàu lại càng giàu hơn. Chuyện đời nó rõ ràng thôi bạn. FDA Mỹ thiếu gì tiền khó quá thì nó in cho vài nghìn tỷ Obama, chưa phải lúc. Giờ nó đang muốn dân nghèo chết mẹ nó đỡ phải gánh nặng. Tưởng đâu thằng Nguyễn Huỳnh Tráng nãy giờ mày sủa trình mày tới đâu? FDA nó bán thuốc nó kiếm tiền hả mày? Hay FBI ăn hối lộ? À đúng rồi, mày nói ý mà nó FBI ăn hối lộ đúng không? Thí dụ bây giờ vaccine Pfizer đó mà nó muốn được approve á, thì nó lobby 1 tỷ đô cho FDA để FBI approve cho chết bà nó dân Mỹ đúng không? Ý con này nó là như vậy, thì như vậy mới có tiền thôi. Fan của Di Nguyễn ơi, comment cho cái thằng Cao này nó biết rằng tổ chức nào bên Mỹ có quyền in tiền mấy em. Nghe, chứng cứ còn nằm đây khỏi chạy con. Tao bảo đảm mày, những cái điều này sau này mày nói á, nó sẽ bị câu nói này nó bác bỏ hết. Các bạn nhớ nha. Các bạn nhớ nha các bạn, thằng này FDA in tiền nha các bạn. Một thằng bợ Mỹ cho hay đó, một thằng bợ Mỹ cà khịa Duy Nguyễn, bây giờ FDA in tiền đó, FDA in tiền nha các bạn. Anh nói tổ chức Fed in tiền được, tại sao chính phủ lại không có quyền đấy anh? Nó tách biệt ra cho chính phủ, nó không có làm quyền nha. Nó tách biệt ra, Fed là tổ chức khác, chính phủ không có làm quyền, hiểu không? Bên Mỹ nó là cái mô hình điều khiển của nó là vậy đó. Hài hước nhất là chính phủ Mỹ phải mượn thêm tiền Fed để tiêu xài. Cái này em nói không có đúng nha em. Cái này em nói không có đúng. Chính phủ á, nó bị cái trần ngân sách của quốc hội nó quy định. Khi mà chính phủ hết tiền, chính phủ phải đi xin quốc hội. Nó quốc hội ký cho cái tờ giấy, mượn tờ giấy, xong rồi cầm tờ giấy đó chạy qua bên Fed nó chi tiền. Fed nó như con kế toán vậy đó. Đó, Fed nó như con kế toán vậy đó bạn. Thằng chính phủ nó nhưng giao thằng chính phủ nhưng giám đốc rồi đó. Nó còn quốc hội là chủ tịch hội đồng quản trị. Nó mình cung cấp pháo cho bạn để bạn đam cho nó chắc chắn hơn, chứ bạn nói gì nó không có đúng. Không phải là mượn tiền của ông Fed, Fed không có quyền. Thằng Fed nó được thành lập để nó điều chỉnh những chính sách về tiền tệ. Thứ nhất là cái lãi suất nhiều, cái đó là quan trọng nhất. Đó, tăng lãi này nó ra những cái luật về ngân hàng. Nó còn thằng thằng khứa thằng thằng quốc hội á, thằng đó quy định là chính phủ được xài bao nhiêu tiền. Còn thằng khứa thằng chính phủ á, thì nó lỡ nó xài lố tay thì nó dọa đóng cửa. Đó, chơi nó ràng buộc nhau qua lại vậy đó. Nên mày nể tao đi, mốt tao dễ dễ cho mẹ này kia đồ.
Chính phủ Mỹ phát hành trái phiếu, Fed dùng tiền để mua, đâu phải. Mua trái phiếu là tài phiệt nó mua. Tài phiệt nó mua và chính phủ nước ngoài mua. Chứ thằng Fed nào dùng tiền mua trái phiếu? Thằng Fed nó giống như ngân hàng trung ương vậy đó bạn. Đúng không? Thằng Fed nó giống như ngân hàng trung ương của Việt Nam vậy đó. Ngân hàng trung ương của Việt Nam mà điều hành về tiền tệ, thống đốc ngân hàng trung ương đó mà biết không? Thì bên 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 Fed có một chủ tịch Fed. Mỹ dân giàu ở thành phố hay sao anh Duy? Không, Mỹ dân giàu nó dạt dạt ra ngoài, nó ở biệt thự ông ơi. Mỹ dân giàu nó dạt dạt ra ngoài, nó ở biệt thự, giống như biệt thự Manilago gì của ông Trump đó. Cả bang Texas to như vậy mà có 13 triệu dân, thua một siêu thị siêu thua một siêu đô thị của Trung Quốc. Thôi đi bà, đâu quá giờ đi so dân Trung Quốc sao so. Anh ơi, Washington DC với New York, thành phố nào có GDP cao hơn? Hình như thằng New York thì phải. Anh nhớ không không chính xác lắm, anh không tự tin về cái trí nhớ của mình, nhưng mà anh nghĩ đó là New York. Hình như chỉ có thằng Mỹ là có thể in tiền, ít sợ bị lạm phát. Đúng, đúng một chút thôi nha, chứ bạn chứ tôi không có đồng ý với quan điểm bạn Mỹ in tiền vô tội vạ nha bạn. Đó, nói đúng một chút, tại vì Mỹ đồng tiền nó là lưu chuyển cả thế giới. Ở Mỹ vay thế chấp hay tín chấp nhiều anh? Thằng cóc thì tín chấp, thằng vip thì thế chấp. Ví dụ như chủ tiệm nail là vay thế chấp, còn mấy con thợ nail thì vay tín chấp, hiểu chưa? Sao tụi em muốn tìm hiểu cuộc sống Mỹ dư ta? Tài nguyên Mỹ 300 năm chưa hết, tài nguyên Nga 3.000 năm chưa hết. Nói về tài nguyên Mỹ chưa phải là nhất, nói về tài nguyên Nga là nhất. Bởi vì lý do Nga tự tin lắm mà, Nga rất là tự tin nha. Em thấy tổng thống muốn lấy lại quyền in tiền của Fed mà bị Fed nó bắn cả tổng thống phải không anh? Này này họ này là thuyết âm mưu. Cái này là thuyết âm mưu em. Thứ nhất, tổng thống mà muốn lấy lại quyền in tiền của Fed đó là tổng thống bố láo, không có biết luật chơi. Đúng không? Pháp luật cho ông cái quyền hạn nào thì ông cứ quyền hạn vậy thôi. Mắc gì ông muốn lấy cái quyền của ông Fed. Đúng không? Cái đó là ông bố láo, ông biết luật chơi. Đó, còn cái chuyện mà Fed nó có luộc ông hay không đó thì không biết. Đó là sự đồn thổi của giang hồ, nó nói cho nó rõ vậy mà. Nhiều khi các bạn ra đường các bạn chém gió, các bạn toàn chém gió thuyết âm mưu không à. Ở bên Mỹ người ta đầu tư bất động sản thế nào anh? Sao bên đó em thấy toàn mua nhà có sẵn mà không mua đất rồi lướt sống, rồi mày đóng thuế cho lò dên mà hả mày lướt sống. Ở bển thuế đất nó mắc như quỷ sao lướt. Thượng Hải ngang ngửa New York, Hồng Kông không thua gì Los Angeles. Có thể so sánh hai đô thị của hai bên không? Ai biết, và thích so thì so thôi chứ sao tôi biết. Nhưng về độ xài tiền và chịu chơi thì tỷ phú Mỹ không thể bằng tỷ phú Trung Quốc được. Tại sao? Sao tỷ phú Mỹ nó không biết xài mày? Mày thấy Trump xài không?